Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra làm rõ để xử lý 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 22 tháng 12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Trần Văn Hiệp sinh năm 1996, Trần Văn Hiếu sinh năm 2002, cùng ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, và Lê Văn Vũ sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đang chở trên 200 kg tôm sú đến nhà Nguyễn Văn Quá, sinh năm 1973, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để tiêu thụ. Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận số tôm trên là do các đối tượng trộm tại các ao tôm trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để đem xuống bán cho Nguyễn Văn Quá.